Rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh video của cửa hàng chuyên gần.com. Hôm nay mình vừa vệ sinh năm xong cái máy cưa này nha. Mình sẽ cho nó nổ thử, test chạy thử cho các bạn xem tiếng nổ của từng con như thế nào. Năm con máy cưa này thì đều là của những cái thương hiệu khác nhau. Cây đầu tiên là cây sắt Duma sản xuất tại Đức. Cây tiếp theo thì cây thứ hai là cây Hitachi CS40E đời áo mũ chạy IC nha. Cây thứ ba là cây Komatsu G3500 đồng đứng. Cây thứ tư là cây Ryobi ES32L máy nằm. Cây thứ năm là cây Shindewa Shop đồng đứng luôn. Cái con này thì và con này, hai con này mình chưa có rửa sạch. Ba cái mẫu này thì mình đã rửa sạch rồi. Cái máy này thì piston nó khoảng 35 ly, sử dụng sản xuất 91. Chiều dài lam phần nhìn thấy được là 40 cm. Cái dung tích xy lanh nó là 28.5 cc nha. Bây giờ mình sẽ khởi động cái con này trước. Tiếp theo là cái con Ryobi màu vàng này các bạn, cái mẫu này là ES32L, cái lam nó đi theo máy là nó dài hơn 40 cm một tí. Nó dùng lam Latin cũng là sơn chung 91 luôn nha. Cây tiếp theo là cây Komatsu G3500. Lúc nãy mình đo, anh nhớ không nhầm là nó piston nó là 37 hay 38 ly gì đấy. Máy này là máy nồng đứng nha các bạn. Đóng le kìa. Đây là cây Hitachi CS40E. Cái đời này nó có một đời nữa là vỏ nhôm, bình xăng cũng là bằng nhôm. Còn cái đời này nó dùng bình xăng nhựa nữa, bằng mũ thì dùng IC luôn. Cái thằng này thì piston cũng khoảng 40 ly, dung tích nó trên 40 cc. Nó dùng xăng lớn 72 luôn. Cây cuối cùng này là cây sắt Duma này, nó cũng tương tự với hàng Austin, cũng sản xuất ở Đức. Và cái mẫu này thì cái nó bị rách tem mà mình không có biết chính xác là cái model nó là mấy nữa, nhưng bên tông mình lúc nãy vừa đo là nó 40 ly, dung tích xy lanh nó cũng cỡ trên 42 44 gì đấy, tại vì cái này nó cái nằm nó dài nó thì em dùng xin lớn 72 và cái lam của nó là 5 tấc, còn nhìn thấy được không các bạn. Đây là phần tổng quan của năm con máy này. Mọi người có thắc mắc gì thì để lại tin nhắn trong cái kênh YouTube của mình, hoặc là qua số điện thoại Zalo 0976 450089 nha. Xin chào mọi người ạ.